Hi, xin chào các bạn. Các bạn có nhớ là trong cái video gần đây nhất của mình có review một chai nước hoa, đó là chai nước hoa Bloom của nhà Gucci. Thì ở cuối video nó mình có nói là mình sẽ review nước hoa Việt Nam. Và ở trong video lần này thì mình sẽ review nước hoa Việt Nam cho các bạn. Trên tay mình đây đang là cái bộ vial trong cái bộ sưu tập mới nhất của nhà nước hoa Holland. Nó tên là Garden of the Muse. Dịch ra tiếng Việt thì nó gọi là khu vườn của nàng thơ. Thì trước tiên chúng ta nói về cái nhà nước hoa Holland này thì nó đã có khoảng tầm hơn 30 năm trong cái lĩnh vực sản xuất mùi hương và cũng đã hợp tác với khá nhiều các thương hiệu ở nước ngoài. Và đặc biệt là nhắc đến nhà nước hoa Holland này thì chúng ta phải nhắc đến những sản phẩm rất là nổi tiếng, đó chính là Miss Saigon hay là Note of Mekong. Thì mình đảm bảo với các bạn rằng là trong những cái chai nước hoa mà mình vừa giới thiệu thì chắc chắn là các bạn cũng đã nhìn qua nhiều ở trung tâm thương mại hay là các trang báo hay là mạng xã hội rồi. Và đây là cái bộ sưu tập mới ra mắt gần đây nhất. Và hôm nay thì mình sẽ review nó. Và mình cũng sau khi review xong thì mình cũng sẽ lựa chọn một cái bạn may mắn nhất trong số những người đã sub kênh của mình để có thể tặng cái món quà này cho các bạn nhân dịp mình được 200 sub. Let's go! Vừa rồi là những cái hình ảnh của những chai full của bộ sưu tập lần này. Thì chúng ta hãy cùng xem qua trong cái vial, cái hộp của vial này như nào nhá. Đây các bạn có thể nhìn thấy là cái hộp này nó khá là chắc chắn và nó có một cái tông màu trắng bằng chủ đạo, là được điểm bằng những cái cây mà như kiểu hoa hồng, hoa huệ, hoa lily đó. Trông khá đẹp. Đằng sau thì nó có cái mã check và tên hãng Holland đây. Thì trong cái bộ sưu tập này, đây khi bạn mở ra thì nó sẽ là như này. Này các bạn có thể nhìn lại để mình có thể zoom vào kỹ hơn nữa các bạn. Hơi sáng này các bạn, hơi khó nhìn. Thì thôi để mình miêu tả luôn các bạn, mình sẽ nói qua đây. Thì trong cái bộ sưu tập này thì các bạn có thể nhìn thấy cái tên rất là rõ là Garden of the Muse. Và đây là sẽ có 5 cái vial khác nhau. Này. Nó có gồm râu, gồm jasmine, tuberose, lily of valley và garden of serene, garden in serene đó. Thì mỗi một nàng thơ ở trong này thì đều có những cái nó ghi rất rõ những cái thành phần ở trong này đó. Top note như kiểu râu, top note là gồm có bưởi này, lá này, nước này đó. Các bạn khi bạn mua về các bạn không phải, nếu như các bạn tìm tòi về cái nguyên liệu làm nên mỗi cái chai nước hoa thì nó sẽ ghi rất rõ ở đây luôn. Trước khi nhận cái bộ vial này thì mình đã ra trung tâm thương mại ngay cái ngày cái bộ sưu tập này ra mắt và mình đã thử ở trên tay được 3 mùi, đó chính là Garden in Serene và Jasmine và Rose. Nhưng mà thực sự là mình cũng không được cảm nhận nhiều, và đến khi mình sở hữu cái bộ sưu tập này thì mình đã phải dành mỗi một ngày sau mỗi buổi tối khi mình tắm xong thì mình phải xịt từng mùi để mình cảm nhận được rõ nhất để có thể review cho các bạn. Chúng ta hãy đến với mùi đầu tiên ở trong một bộ sưu tập này, đó chính là râu. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, không biết có nhìn thấy không, có vẻ trời nó hơi sáng nên là hơi khó nhìn. Cái này nó lại dán băng dính nữa nên là nó thực sự là hơi khó nhìn. Nên là mình sẽ để hình chai full ở đây nhá. Đó. Thì cái mùi râu này khi bạn xịt ra thì các bạn có thể nhận thấy ngay đây là một mùi hồng cực kỳ rõ ràng. Mùi hồng này không lẫn được với mùi nào khác cả. Và cái mùi hồng này nó cũng chút tiêu cay nhẹ làm cho mùi hồng ở đây nó cứng cáp hơn và nó mạnh mẽ hơn. Và một cái điều mình rất thích ở cái mùi hồng này đó chính là một cái mùi hồng bám tỏa rất tốt. Khi nó lưu hương trên da mình tầm hơn 10 tiếng. Đó là một cái mùi khi bạn xịt ra nó khá là nhẹ thôi, nhưng mà hồng ở đây mình cảm giác nó khá là dày cánh, nó như kiểu một bông hồng kiểu vừa mới chớm nở vậy, vừa khi bắt đầu bung cánh ra mà cái cánh của nó rất là dày. Là một cái mùi hương rất là tuyệt vời mà nó lưu hương rất tốt. Mình khá là ấn tượng với cái mùi này khi cái độ lưu hương mình chỉ nghĩ là khoảng tầm 3 đến 4 tiếng một cái mùi hồng này thôi, nhưng mà mình xịt còn tầm đến chiều tối hôm đó và đến sáng ngày hôm sau, đến trưa ngày hôm sau mình vẫn ngửi thấy mùi hồng này phảng phất trên da.
Nàng thơ thứ hai mà mình muốn nói tới ở đây đó chính là Jasmine. Đây các bạn hãy nhìn thấy, cái đuôi của nó hơi ngả sang vàng. Thì hoa nhài là một cái nốt vuông hoa trắng hiếm hoi mà mình yêu thích. Nhài ở đây nó mở đầu bằng cái mùi của quýt xanh và húng quế khá là ấn tượng. Mùi nó rất là tự nhiên. Và khi xịt ra thì mình lại thấy phảng phất một chút của mùi của hơi ngọt ngọt của hồng. Thì không hiểu là mình ngửi có đúng hay không. Sau đó đó là mùi của trà và nhài. Trà và nhài thay nhau đua lên. Và mình có đọc khá nhiều review của các bạn trên mạng, đó chính là người thì lên nhài, người lên trà. Nhưng mà mình thật sự là rất là may mắn khi mình xịt cái mùi nước hoa này ra. Khi ride down xuống thì trà và nhài quyện vào với nhau, thi nhau đua nở trên da mình. Và thực sự là mình rất ấn tượng với cái mùi Jasmine này. Nó cũng bám tỏa trên da mình khoảng tầm 9 đến 10 tiếng. Con số khá là ấn tượng luôn. Có lẽ đây là cái sự ưu tiên đặc biệt với mình hay sao ấy. Tại vì mình thử hai cái mùi đầu tiên nhà này, mình rất là ấn tượng với hai cái mùi này. Đó, và đây sẽ là cái mùi mà mình sẽ cân nhắc để mình mua một chai full của nhà nước hoa này. Nàng thơ thứ ba ở trong bộ này đó chính là Lily of Valley. Đây các bạn nhìn thấy, nó có màu dui khá là trong và trắng. Đó. Thì Lily of Valley đó chính là mùi của hoa linh lang. Hoa linh lang thì nó mang tới một cái mùi hương khá là trong trẻo, khá là an lành và nhẹ nhàng. Có lẽ nó phù hợp với người có phong cách nó gọi là hơi nhẹ nhàng, sống khá an toàn và bình yên. Đó. Nhưng mà mùi hương này thì nó cũng không để lại cho mình cái ấn tượng nhiều. Có lẽ chính vì nó khá là đơn giản và nó khá là trong trẻo nên là nó không để lại cho mình nhiều ấn tượng như những cái chai nước hoa khác ở trong bộ sưu tập này. Và Lily of Valley thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn nữ. Lên da nữ thì không biết là nó khác không, nhưng mà lên da nam mình thì mình thấy nó không có gì đặc biệt cả. Và chai nước hoa này thì nó bám trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Đó, có vẻ nhà nước hoa Korean này thì làm những cái chai nước hoa trong bộ sưu tập này bám quả khá là tốt. Nàng thơ mà mình phải thử trong ngày thứ tư đó chính là Garden in the Rain. Một cái mùi hương mà cư dân mạng người ta rất là khen ngợi cái mùi hương này. Và mình đã phải dành cái mùi hương này vào đúng một ngày mưa để mình xịt, để mình có thể cảm nhận rõ nhất. Nhưng mà thực sự là mình hơi thất vọng với cái mùi hương này. Garden in the Rain thì nó ngay khi bạn xịt ra thì nó sẽ mang đến cho bạn một cảm giác khá là sạch sẽ, khá là trong lành và cảm giác nó hơi xanh xanh của hoa lá. Sau đó thì mình thấy phảng phất một chút sen nhẹ và cuối cùng thì mình thấy hơi ngọt của hồng. Mình có cảm giác là đúng như kiểu mình vừa nói ở những chai nước hoa trước, thì cái DNA của nhà này có lẽ là nó là cái mùi hồng hay là một cái mùi hoa gì đó mà mình thực sự không nhận ra, nhưng mà nó có mùi hơi ngọt ngọt. Và Garden in the Rain thì nó lên da mình thì nhẹ nhở, nó bám được khoảng tầm hơn 3 tiếng. Và mình đã phải thử lại một lần nữa vào một cái ngày nó mát mẻ hơn, nó một cái ngày sau một cái cơn mưa. Và tối hôm trước, vừa tối hôm qua, hôm nay mình quay thì là trời nó đã khá là quang rồi. Và tối hôm qua mình đã thử qua mùi này. Nó thực sự là nó bám lên da mình khoảng tầm hơn 3 tiếng. Nó không như những các bạn review, nhưng mà thực sự đây là một mùi hương nó khá là sạch sẽ, nó khá là đúng kiểu sau một cơn mưa mọi thứ đều sạch, mọi thứ đều tràn đầy sức sống. Nhưng mà trên da mình thì nó bám được khoảng tầm hơn 3 tiếng, chắc là nó như kiểu nước mưa và bốc hơi rất là nhanh vậy. Một cái điểm trừ đáng buồn ở trong bộ sưu tập này đối với mình. Và cuối cùng đó chính là Huệ. Nàng thơ cuối cùng đó chính là Huệ. Huệ thì mình khá là khó tính cái mùi hương này và mình ghét cái mùi của Huệ. Nếu như cái mùi này mà nó thiên theo cái thiên hướng là hơi sắc thịt và nó hơi kiểu nồng nặc thì có lẽ khi mình ngửi cái mùi hương này đầu tiên trong bộ sưu tập này thì mình sẽ bỏ bộ sưu tập này mất. Nhưng mà Huệ ở đây thực sự là rất là dễ ngửi. Huệ ở đây nó theo cái thiên hướng đồ ăn, nó kiểu khá là nhẹ nhàng và nó kết hợp với dừa, nó khá là béo béo ngậy ngậy. Đó. Và nó có tiêu và nó sẽ có bạn khi bạn ngửi nó sẽ hơi soppy một chút bởi vì nó có aldehyde. Đó. Cái mùi Huệ này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn nữ thích ngọt, và những bạn nam nào cũng thích ngọt thì nó cũng không quá là kén chọn đâu. Và cái mùi hương này bám trên da mình nó khoảng tầm 7 đến 8 tiếng, nó khá là tốt và nó tỏa hương ban đầu cực kỳ tốt luôn. Một cái mùi Huệ khá là dễ dùng, nó không quá là khó chịu, có lẽ nó sẽ đúng với những cái tiêu chí của nhà nước hoa đặt ra trong bộ sưu tập này, đó chính là nàng thơ. Nàng thơ thì thường nó sẽ ra nhẹ nhàng, nó không kiểu
sốc nổi, nó không kiểu nồng nặc như các bạn ngửi. Vừa rồi là cảm nhận cá nhân của mình về bộ sưu tập khu vườn của nàng thơ của nhà nước hoa Horion này. Và nếu như để cho mình lựa chọn 2 trong 5 mùi hương để mua thì mình có lẽ mình sẽ lựa chọn râu và jasmine. Một cái mùi hồng và tiêu khá là mạnh mẽ, cứng cỏi, rất là phù hợp với đàn ông. Và một cái mùi trà và nhài thì nó là những thứ khá là gần gũi với đàn ông rồi. Và khi mình ngửi qua bộ sưu tập này thì mình đã thay đổi khá nhiều quan điểm về nước hoa của Việt Nam. Không phải nước hoa của Việt Nam không tốt, mà có lẽ khâu quảng cáo, khâu quảng bá đến người dùng. Và cái thứ hai là do tâm lý của người Việt Nam là thích sử dụng những cái thương hiệu nổi tiếng như kiểu Dolce & Gabbana hay là Gucci hay là Versace. Đó là đều là những cái thương hiệu khá là lớn và xây dựng bằng những cái thành công khá là lâu năm rồi. Nhưng mà các bạn nên thử những cái sản phẩm của người Việt Nam. Tại vì thứ nhất là chúng ta vừa ủng hộ những cái sản phẩm của người Việt Nam, và thứ hai là các bạn có thể nhận được cái sự chăm sóc rất là tốt từ những sản phẩm của nhà Việt Nam. Và cái thứ ba là các bạn có thể ngửi được trực tiếp, rất dễ tìm kiếm ở Việt Nam. Và cái thứ tư là mình nghĩ một cái khá quan trọng là các bạn có thể không bị dính cái hàng fake. Tại vì những cái sản phẩm của các brand lớn thì khi về Việt Nam thì nó có trôi giặt rất nhiều. Và cái thứ hai là mình nghĩ là các bạn không tin và các bạn không để ý, và các bạn không phải là người chơi nước hoa nhiều, thì các bạn rất dễ dính phải hàng đều. Nên là tại sao các bạn không thử nước hoa của Việt Nam? Không biết đâu các bạn tìm được một cái mùi hương phù hợp với mình. Không biết là bạn nào xem video của mình thì đã sở hữu qua bộ sưu tập này chưa? Cảm nhận của các bạn là sao? Hãy đừng quên like, share và comment ở bên dưới. Và có lẽ video tới thì mình sẽ làm về top 5 chai gì đó, hoặc là mình sẽ cố gắng làm một cái video để các bạn thể phân biệt nước hoa fake và nước hoa authentic. Chúng ta gặp lại nhau ở những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.